Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Brand PC. Trong cái video này thì mình sẽ giới thiệu cho em hai cái sản phẩm đến từ Avantech, một cái thương hiệu lớn đến từ Đài Loan với thị phần số 1 trên thế giới về máy tính công nghiệp. Và hai cái sản phẩm mà mình muốn giới thiệu cho anh em đây chính là chiếc máy tính All-in-One công nghiệp UTC115G và chiếc máy tính bảng công nghiệp AIM68. Và hai cái sản phẩm này có cái đặc điểm gì nổi bật thì anh em hãy cùng mình tìm hiểu trong cái video lần này nhé. Và mình là An từ Brand PC. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái chiếc UTC115G. Nó là cái chiếc máy tính All-in-One công nghiệp được trang bị cái màn hình LCD cảm ứng. Ở đây thì độ phân giải của nó đang là Full HD. Cái con máy tính All-in-One này thì có thể tích hợp thêm các cái thiết bị ngoại vi như là các cái đầu độc thẻ này, giúp cho nó có thể ứng dụng vào trong các cái giải pháp như là kiosk bán hàng, hay là nó còn được ứng dụng để mà quản lý sản xuất trong các cái dây chuyền trong nhà máy chẳng hạn. Thì ví dụ như là các cái lịch trình sản xuất này, quá trình cũng như là các cái tình trạng máy móc sẽ được đưa lên chiếc máy tính này để mà trực quan hóa. Và có một điều đặc biệt mình muốn giới thiệu cho anh em là về ngoại hình của cái con UTC này thì nó có độ mỏng của nó rất là mỏng. Nó chỉ dày khoảng đâu đó khoảng 30mm thôi, giúp cho nó có thể ứng dụng trong cái nhiều giải pháp khác nhau. Về cấu hình thiết bị thì UTC có cái giải cấu hình cho anh em lựa chọn khá là rộng, từ những cái con chip Pentium hay là đến con chip Core i. Thì cái sản phẩm mình đang cầm trên tay đây thì sử dụng cái con chip Pentium. RAM của nó thì là RAM 8GB. Ổ cứng thì có hai lựa chọn, một là ổ cứng SSD M2 hoặc là ổ cứng SSD SATA. Và con sản phẩm này thì hỗ trợ cả hệ điều hành Windows này cũng như cả Android nữa. Đương nhiên rồi, cái UTC mang có cái đạt cái tiêu chuẩn công nghiệp, cho nên là nó cũng có cái khả năng chống rung chống sốc, và đặc biệt thì cái mặt trước có cái tiêu chuẩn IP65 kháng nước nữa. UTC còn được trang bị cái phần mềm Devion iService, làm cái phần mềm quản lý nhiều thiết bị Avantech cùng lúc. Phần mềm này thì hỗ trợ trên đa nền tảng, cho phép người dùng có thể cấu hình cũng như là quản lý thiết bị từ xa một cách thuận tiện nhất. Ở mặt sau của UTC chúng ta có thể thấy các cái cổng kết nối hỗ trợ như là cổng audio, các cái cổng COM với giao thức RS232 này. Chúng ta có thêm một cổng LAN cho kết nối mạng này và hai cổng USB 3.0. Phía bên kia thì chúng ta sẽ có một cái cổng cấp nguồn một chiều DC, hai cổng USB 3.0 này, một cổng LAN hỗ trợ PoE, tức là chúng ta có thể lấy được cấp được nguồn từ cái cổng LAN này. Bên cạnh là một cái cổng HDMI để mà xuất các tín hiệu màn hình ra các màn hình khác này. Chúng ta sẽ có thêm một cái cổng COM, nhưng mà nó sẽ là chuẩn RS232 này, 422 và cả 485 nữa. Một số ứng dụng của những chiếc máy tính All-in-One công nghiệp UTC Avantech có thể kể đến như là các cái ứng dụng hệ thống self service trong các cái nhà hàng chẳng hạn, hệ thống quản lý order tại nhà bếp, hay là các cái hệ thống self order kiosk tự order. Chúng ta có thể tích hợp thêm các cái thiết bị ngoại vi như là barcode scanner, hay là với các cái hệ thống self service kiosk thì ngoài cái hệ thống barcode scanner đầu độc mã vạch ra thì chúng ta sẽ có những cái hệ thống MV để thanh toán qua thẻ ngân hàng. Trong tương lai thì sẽ là những chiếc camera 3D để mà thanh toán bằng khuôn mặt. Hay là trong lĩnh vực sản xuất thì những chiếc máy tính All-in-One công nghiệp này đóng vai trò giám sát các cái hoạt động sản xuất một cách trực quan. Các cái thông tin lịch trình sản xuất này, tình trạng
Quá trình sản xuất trên các cái dây chuyền sẽ được trực quan hóa trên máy tính ưu đoàn công nghiệp. Đồng thời nó sẽ được lưu trữ lên cloud cho các bộ phận quản lý điều hành có thể giám sát liên tục 24 trên 7. Và tại sao thì trong các cái khu công nghiệp, nhà máy thì nên sử dụng những cái chiếc máy tính ONE công nghiệp UTC để tựa Atec thay cho những cái chiếc máy tính ONE thông thường ví dụ của Dell HP chẳng hạn? Thì cái lý do thứ nhất đó chính là UTC Avatec được thiết kế theo cái tiêu chuẩn chống rung sốc công nghiệp và nó hoạt động ổn định với điện áp trong công nghiệp, điện áp thay đổi bất thường. Trong khi đó thì máy tính ONE thông thường thì không có những cái tiêu chuẩn như vậy và nó phù hợp với các cái điện dân dụng hơn là điện công nghiệp. Và cái thứ hai, cái lý do thứ hai thì nó có thể hoạt động ổn định 24 trên 7 khi mà yêu cầu làm việc liên tục. Trong khi đó thì bộ máy tính thông thường sẽ là nó sẽ không được thiết kế để hoạt động liên tục 24 trên 7. Ví dụ mà anh em mà ép những cái máy tính ONE thông thường hoạt động liên tục dưới nhà xưởng thì mình tin chắc là sẽ trong khoảng từ 1 2 tháng sẽ nó sẽ hư thôi. Và cái vấn đề bảo trì bảo dưỡng sẽ rất là tốn kém. Mà hơn nữa nó lại làm gián đoạn các cái quá trình sản xuất. Khi mà anh em biết là trong các cái dây chuyền sản xuất nó cần tính ổn định và liên tục. Vì vậy thì những chiếc máy tính ONE công nghiệp sẽ phù hợp hơn. Một lý do khác đó là dưới các cái nhà xưởng khu công nghiệp thì nó khá là nhiều bụi bẩn. Vì vậy thì những chiếc máy tính ONE công nghiệp sẽ được thiết kế dạng không quạt để tránh các cái bụi bẩn trong công nghiệp. Còn những cái chiếc máy tính ONE thông thường thì thiết kế dạng có quạt và lâu ngày thì nó sẽ tích tụ cái bụi bẩn bám vào máy tính theo các cái quạt làm mát và rất dễ làm hỏng hóc thiết bị. Và một cái điểm mạnh của những chiếc máy tính ONE công nghiệp đó chính là về khả năng tiêu thụ điện. Khi mà nhu cầu làm việc 24 trên 7 thì cái điện năng tiêu thụ là cái vấn đề đấy hết sức cần được quan tâm. UTC Avantech thì có cái điện năng tiêu thụ cực kỳ thấp. Điện năng tiêu thụ trung bình của nó chỉ khoảng 27W thôi và tối đa là 60W. Trong khi đó thì những chiếc máy tính ONE thông thường thì cái điện năng tiêu thụ của nó sẽ trong khoảng từ 120W này đến khoảng 200W. Thì cái điện năng tiêu thụ của những chiếc máy tính ONE bình thường này thì sẽ gấp khá là nhiều lần so với những chiếc máy tính ONE công nghiệp. Và tính ra ấy, thì nếu mà mình dùng những cái chiếc màn hình ONE công nghiệp này dụ sử dụng được khoảng 1 năm thì nó sẽ tiết kiệm được cái lượng điện năng tiêu thụ khá là lớn. Một điểm cộng của những chiếc máy tính ONE công nghiệp UTC ASUS Avatec đó chính là cái màn hình tuổi thọ của cái màn hình máy tính. Màn hình của chiếc máy tính ONE UTC Avatec thì được trang bị cái công nghệ LCD cấp công nghiệp, cung cấp cái tuổi thọ đèn LED lên tới 50.000 giờ hoạt động. Trong khi đó ấy, với những chiếc máy tính ONE thông thường thì tuổi thọ đèn nền của nó chỉ khoảng 30.000 giờ thôi. Vì vậy tuổi thọ màn hình của máy tính ONE công nghiệp thì gấp rưỡi so với màn hình máy tính ONE bình thường. Tiếp theo nói về cái con tablet công nghiệp này thì cái con tablet mà mình đang cầm trên tay đây thì sẽ được trang bị cái màn hình cảm ứng LCD kích thước là 10 inch với độ phân giải là Full HD. Và con màn hình này thì cũng được trang bị cái kính cường lực Gorilla Glass 3. Về nói về cái cấu hình thì con này sẽ sử dụng cái cấu hình chip Atom, dung lượng RAM của nó là 4GB và đặc biệt thì với những chip Intel thì có thể hỗ trợ được cả hệ điều hành Win 10 cũng như là Android. Cái con tablet này thì sử dụng pin lithium với cái dung lượng là 2400 mAh. Với cái dung lượng này thì anh em có thể thoải mái sử dụng trong khoảng từ 4 đến 6 tiếng. Và thời gian sạc của nó cũng chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ để mà sạc đầy thôi. Con tablet công nghiệp này thì cũng bao gồm các cái thiết bị đầu đọc mã vạch và đầu đọc thẻ từ giúp cho nó phù hợp khi ứng dụng vào trong các cái giải pháp quản lý nhà kho. Ở mặt trước của tablet công nghiệp AIM68 thì chúng ta sẽ có hệ thống loa này, mic này và một cái camera ở cạnh
cái tablet công nghiệp thì chúng ta sẽ có các cái phím control, ví dụ như là bật tắt nguồn này, phím chỉnh âm lượng này, một cái máy quét barcode scanner này. Ngoài ra nó cũng có cái khe SIM cũng như khe để gắn thẻ SD. Nó cũng có một số các cái cổng kết nối cơ bản như là cổng USB 3.0 hoặc cổng micro HDMI. Mặt sau chúng ta sẽ có thêm một cái camera nữa và một cái đầu đọc thẻ từ NFC. Ứng dụng nổi bật nhất của những chiếc tablet công nghiệp này đó chính là dùng trong các cái hệ thống kho bãi. Khi mà dựa vào những cái thiết bị đầu đọc mã vạch hay là các cái thiết bị đọc thẻ từ được tích hợp sẵn trên tablet công nghiệp, có thể dễ dàng kiểm tra, kiểm soát thông tin các cái sản phẩm ra vào trong kho. Và đồng thời thì chúng sẽ được cập nhật lên trên cloud để có thể giám sát 24 trên 7. Hiện nay thì VNVC đang phân phối chính hãng cả hai dòng sản phẩm máy tính công nghiệp All-in-One UTC và máy tính bảng công nghiệp, cũng như các cái dòng sản phẩm công nghiệp khác của Avantech với chính sách bảo hành chính hãng 24 tháng. Anh em muốn sở hữu sản phẩm một cách sớm nhất cũng như được hỗ trợ một cách tốt nhất thì anh em hãy liên hệ với VNVC qua thông tin hiển thị ở phía trên màn hình hoặc click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Và anh em cũng đừng quên ấn like, subscribe cũng như ấn chuông đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo đến từ VNVC. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.